Mẹ đi ra mua cho con tô bánh canh tôm hùm ăn sáng đi, con đói bụng quá à. Cung phụng con như vậy, không dám cãi con nửa lời, không dám ý kiến gì hết. Mẹ lau cái kiểu gì mà vẫn còn bụi đầy ở trên bàn như vậy là sao? Bực có mình, lề mề chậm chạp. Đánh chết mẹ ra cho tao! Đợt này anh đi hơi lâu, em ở nhà trông coi nhà cửa, thầy lo cho mẹ giùm anh. Mẹ mới lên chưa có gần thành phố cho lắm đó. Anh cứ yên tâm, mọi chuyện ở nhà cứ để em lo nha. Con qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha không? Dạ con biết rồi mẹ. Mẹ nghe nói ở Hàn Quốc độ rầy nó lạnh lắm đó. Dạ. À, thôi cũng tới giờ rồi, thôi anh đi nha. Chào mẹ con đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Nhà ngoan nha. Bye em. Đi công tác gì mà lựa cái giờ 6 giờ sáng sớm, làm phải dậy sớm mệt muốn chết. Mẹ, mẹ đi ra mua cho con tô bánh canh tôm hùm ăn sáng đi, con đói bụng quá à. Mẹ đau chân quá con ơi, mẹ không có đi được. Hay là con kêu đồ ăn về được không? Đau chân hả? Con thấy suốt ngày mẹ chỉ ngồi ở nhà chơi thôi chứ có làm gì đâu mà đau chân. Mẹ đau chân thiệt, hay là tại vì mẹ không muốn đi mua cho con ăn? Mẹ đau thiệt mà con. Thôi, mẹ đi lẹ mua cho con ăn đi, rồi về giúp con dọn dẹp nhà cửa nữa. Quần áo của vợ chồng con còn cả đống trong đó kìa kìa. Sao mẹ còn chưa đi nữa? Mẹ mới tới, mẹ không có rành đường con ơi. Nếu như mà mẹ chưa có rành đường thì mẹ đi nhiều cho rành. Chỉ cần đi ra đầu đường rồi quẹo phải là tới rồi. Mẹ đi lẹ đi nha, con vô nhà đợi mẹ trước. Mẹ lau cái kiểu gì mà vẫn còn bụi đầy ở trên bàn như vậy là sao? Con thông cảm nha, mắt mẹ yếu, mẹ nhìn không thấy rõ. Mắt yếu? Mỗi lần mà nói tới mẹ cái gì mẹ cũng đem bệnh tật ra để làm lý do hết trơn á. Để mẹ lau cho con, mẹ lau lại cho con rồi. Là do mẹ mắt yếu hay là do mẹ không có muốn làm cho thật là tốt con cũng không biết nữa. Thôi mẹ dọn dẹp đi, rồi vào phòng lấy giùm con cái đống đồ dơ ra đi giặt nha. Bực có mình, lề mề chậm chạp. Con gái. Ủa, mẹ qua hả? Qua đây chi vậy? Thì qua thăm con chứ làm chi. Mẹ mới đi Đà Lạt về, có mớ trái cây cây ngon á, đem qua cho con đó. Ngon mà... không? Bữa sau mẹ chỉ cần kêu người giao qua cho con là được rồi, đâu cần phải đi chi cho cực. Có gì đâu cực. Mẹ đã gom đồ dơ con hết rồi nè, con có cần gì nữa không? Mẹ chỉ cần đi giặt là được rồi. Chị xui. Dạ. Tôi nghe nói thằng Minh nó rước chị lên đây để phụng dưỡng. Sao? Sống đây thấy làm sao chị? Dạ tốt lắm chị. Minh nó lo cho tôi đủ thứ hết á. Nhưng có điều là tôi chưa được quen lắm. Bà đang ở dưới quê mùa vậy đó, rồi lên đây tự nhiên cái được nhà lầu xe hơi sung sướng vậy sao quen. Nè, tôi có đem mớ trái cây, lát nữa chị gọt cho con Hồng nó ăn đi. Mấy trăm ngàn một quả lận đó. Hả? Mấy trăm ngàn? Đúng rồi, trời chứ chưa chắc là chị được ăn đâu nha. Ở dưới quê tôi trái cây có mấy ngàn à. Trời ơi chị ơi, mấy ngàn là loại trái cây mà phun thuốc, ăn vô chắc con gái tôi đã chết luôn à. Thôi, mẹ đi giặt đồ giùm con nha. Mẹ nhớ là đồ trắng để riêng, đồ màu để riêng, đừng có để lem màu với nhau là không được đâu á. Mẹ biết rồi con. Mẹ mang trái cây xuống giùm con luôn. Con gái, con nói má chồng con vậy đó, rồi rủ thằng Minh nó nghe được rồi nó la con sao? Trời đất ơi, ảnh làm gì biết đâu mà la mẹ. Trời con, nhiều khi bả lén bả mét lại làm sao con? Có cho vàng bả cũng không có dám mét anh Minh đó mẹ. Mẹ thử nhìn cái thái độ của bả coi, cung phụng con như vậy không dám cãi
cãi con nửa lời, không dám ý kiến gì hết, thì làm sao mà bà dám đi mét anh Minh? Mẹ biết rồi. Thôi, nhưng mà thôi, dẹp cái chuyện mẹ chồng con qua một bên đi. Mẹ có chuyện này muốn bàn với con nè. Chuyện gì vậy mẹ? Nè con, mẹ có mấy bà bạn đó, mấy bà bỏ tiền ra để đầu tư đất đai. Đất bây giờ ở trên Long Thành á, nó sắp sửa xây sân bay. Đất ở chỗ đó đang sốt lắm. Mình đầu tư ở thế nào cũng lời gấp 2, gấp 3 lần đó con. Cho nên mấy bà rủ mẹ hùng vốn vô để mà kiếm lời. Mẹ qua đây mẹ định nhờ con giúp á. Nghe cũng hơi ảo đó, có đáng tin tưởng không mẹ? Trời đất ơi, đáng chứ sao không con. Tại vì á, người nhà của bạn mẹ đó là làm trong cái dự án đó. Đây là cái tin nội bộ mà chỉ có mình biết thôi. Chắc chắn là mình sẽ được lời gấp 2, gấp 3. Cho mẹ mượn nha con. Vậy mẹ cần bao nhiêu? Khoảng chừng 50 triệu hả? 500. 500? 500 làm gì mà con có để đưa cho mẹ? Trời ơi, con không có. Thì thằng Minh chồng con nó có. Nó làm trưởng phòng bao nhiêu năm nay rồi. Không lẽ nó không tích lũy được chút đỉnh sao con? Nhưng mà số tiền đó cũng không phải là nhỏ. Con mà rút ra là anh biết liền luôn. Thôi mà ráng giúp đỡ mẹ đi mà. Mẹ bảo đảm với con đó là mẹ sẽ trả cho con gấp 2 lần, được chưa? Nha. Vậy thôi, có gì để tối nay con đem qua nhà cho mẹ. Nhưng mà mẹ nhớ là tranh thủ trả sớm cho con đó nha. Trời ơi con yên tâm đi, mẹ biết rồi. Mẹ mừng quá. Thôi con nhớ nha, bây giờ mẹ về nha. Dạ. Alo. Chuyến công tác lần này kết thúc sớm, anh em coi về nghỉ ngơi đi. Rồi mai lên công ty chúng ta tổng kết lại. Mẹ ra đây. Mẹ ra đây coi nè. Cái gì đây con? Cái gì đây? Rác đó. Con đã dặn mẹ lúc nào ở nhà cũng phải dọn dẹp sạch sẽ. Tại sao mẹ để rác đầy sân như vậy, mất thẩm mỹ quá. Hồi sáng mẹ có quét rồi con, chắc lá mới rụng đó. Nếu như mà mẹ biết lá nhà hay rụng thì mẹ phải canh để ra quét tiếp chứ. Hồi sáng giờ mẹ lu bu trong bếp, mẹ đâu biết lá rụng lẹ dữ vậy. Bây giờ mẹ biết rồi thì mẹ dọn giùm con đi. Để mẹ dọn cho con. Cô làm gì vậy? Anh Minh, anh về sớm quá sao không báo cho em biết trước? Anh dặn em ở nhà chăm sóc mẹ anh, vậy mà em bắt mẹ anh quét rác như xin vậy hả? Đâu có đâu. Em nói với mẹ là em mệt vô nhà nghỉ chút xíu. Nhưng mà mẹ cứ muốn ra đây làm. Em định ra đây để cản mẹ lại. Mẹ nhất định là muốn làm mà. Đúng không mẹ? Đúng không? Hồng nói đúng quá con. Mẹ tự làm mà. Con đừng có la vợ mẹ. Con mẹ đừng có bênh vực vợ con nữa. Mẹ tưởng con ngốc lắm hả? Mẹ xin hai con, đừng có gì mẹ mà cãi nhau nữa. Mọi việc là mẹ tự làm, không có ai bắt mẹ hết á. Đó, anh nghe chưa? Là mẹ của anh tự đòi làm, chứ không có ai ép ủ gì mẹ anh hết. Cô bay, vô trong nhà, con có gì quý giá, mang hết kịch cho tao. Nè nè, mấy người là ai mà vô nhà tôi vậy? Là ai à? Vợ chồng mày thiếu nợ, cho nên tao đến đây đòi. Tôi thiếu mấy người hồi nào? Đúng là mày không thiếu. Nhưng bà Thảo là má vợ của mày, có mượn tụi tao 3 tỷ bạc mua đất. Cho đến hôm nay á, đất xuống giá rồi bà chốt mất tiêu. Tao tìm bà không gặp, cho nên tao á đến gặp vợ chồng mày. Mẹ mượn thì con phải trả, có đúng không? Em nói đi, chuyện này là sao? Em nói đi, em nói thật cho anh nghe đi. Anh ơi, anh bình tĩnh nghe em nói đi. Mẹ chỉ muốn đầu tư nhà đất thôi à. Tuần trước mẹ có qua đây mượn 500 triệu ở nhà mình. Em lấy tiền trong két sắt của vợ chồng mình đưa cho mẹ mượn. Trời ơi, em làm cái gì vậy? Tụi bay nói vậy quá. Nếu như hôm nay
vợ chồng mày không thanh toán cho tao thì tao xiết luôn cái nhà này. Đến lúc đó mấy mẹ con mày ra ngoài đường mày ngủ biết chưa mày? Tụi bay dạ vô lấy hết đồ cho tao. Khoan đã, ai nợ thì mấy người đòi người đó, tại sao lại đòi tụi tôi? Mẹ mày dám cả đường hả? Đánh chết mẹ ra cho tao. Không cậu ơi, cậu ơi, tôi xin cậu mà, cậu làm ơn, tôi sẽ về quê, tôi bán nhà bán đất, tôi trả cho cậu. Cậu đừng đánh con tôi nữa. Bà nói ai mà tin được bà? Tôi hứa 3 ngày nữa tôi sẽ lo liệu trả cậu con nữa. Mẹ ơi, đất tổ tiên ông bà mà mẹ. Sao 3 ngày không có? Cậu hãy lấy cái mạng già này của tôi đi. Thôi được, tôi tạm tin bà, tôi sẽ cho bà 3 ngày nữa. Nếu như 3 ngày nữa bà không có tiền thì đến lúc đó bà đừng có trách sao tôi ạ. Bà biết không? Dạ. Dạ. Tụi bay dạ. Mẹ. Đây là nhà cửa đất đai ở dưới quê đó, con lấy mà bán đi, lấy tiền trả nợ cho tụi nó. Mẹ, đây là nhà cửa đất đai của ông bà, sao con dám bán mẹ? Tài sản ông bà để lại cũng là cho con cháu, không lẽ bây giờ mẹ thấy con hoạn nạn mà mẹ ngồi đó mẹ ngó? Tài sản á thì có thể gầy dựng lại được, nhưng mà con cái thì chỉ có một. Mẹ đâu thể nhìn tụi con sống cực khổ như vậy. Con xin lỗi mẹ, vì trước đây con đã đối xử tệ bạc không có tốt với mẹ. Mẹ có thể nào bỏ qua và tha thứ cho con được không? Con đừng khóc nữa, mẹ chưa bao giờ giận con. Con cảm ơn mẹ.